Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Xe tải làm sập cầu ở An Giang. Ngày 13 tháng 11, tin từ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra việc xe tải làm sập cầu T6. Vụ sập cầu ở An Giang xảy ra vào sáng cùng ngày. Thông tin ban đầu, cùng ngày tài xế DDV, 28 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, Lái ô tô tải biển kiểm soát 68C112.10 trở gạch thuê từ Bình Dương di chuyển đến cửa khẩu Giang Thành, tỉnh Kiên Giang để giao hàng qua Campuchia. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, V điều khiển xe hướng từ đại đội về xã Vĩnh Phước. Khi xe qua cầu T6 thì bị sập nhịp giữa làm rơi xe tải xuống kênh T6, phần đầu xe còn vướng lên nhịp cầu phía bờ xã Vĩnh Phước. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố sập cầu T6 chỉ có xe tải trên đang di chuyển trên cầu sau khi bị sự cố sập cầu tài xế tự thoát ra an toàn. Qua kiểm tra cho thấy xe ô tô tải có tải trọng hơn 19 tấn và xe đang chở khoảng 30 tấn gạch. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã cũng cho biết cầu T6 chỉ tải trọng cho phép là 5 tấn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm đã có mặt tại hiện trường kiểm tra. Do đây là trục chính ra vào xã Vĩnh Phước, Bí thư huyện ủy Tri Tôn đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng xây dựng cầu tạm, cách cầu bị sập khoảng 5 mét để phục vụ như cầu đi lại của nhân dân. Hiện lực lượng chức năng đang trục vớt ô tô tải và điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.